Ngày 21 là cái ngày mà diễn ra cái phiên tòa sơ thẩm xét xử mà bị tạm hoãn đó cô chú anh chị. Thì cái ngày đó chúng ta đã đến đó cầm băng rôn biểu ngữ cũng như là những hình ảnh mà bé bị bạo hành. Cái đó đúng hay là sai cô chú anh chị? Đối với Thành Trung là cái đó là đúng, nhưng mà đối với cái tác giả của cái bài viết này này, không biết là có những người nhà của thằng Thái hay là những người như thế nào, nó lấy những cái hình ảnh của cô chú anh chị cầm hình của bé VA cũng như là những cái hình ảnh vết thương, những cái biểu ngữ đề nghị chống bạo hành trẻ em, nó lại đánh gạch chéo, nó đánh gạch chéo cô chú nhìn không, nó đánh gạch chéo những cái hình ảnh của chúng ta đấy. Thì cái này á, trong cái phiên tòa xét xử tiếp theo thì mong sao anh tòa bán không muốn thấy cái cảnh mà người dân la ó, thì cô ông tòa bán á, hãy thu xếp sắp xếp một cái màn hình thật rộng để ở trước cổng của tòa để cho tất cả những người quan tâm đến cái vụ án của bé VA được theo dõi từ A đến Z, từ cách khi mà diễn ra cái phiên tòa đến khi kết thúc phiên tòa. Thì cái đó là tôi nói đảm bảo với tất cả cô chú anh chị sẽ không có một cái tình trạng nào là bảo là gây mất trật tự, nghe chưa? Nên là ông tòa với bà án này tiếp xúc, hãy lắng nghe những người dân và cái mong muốn của người dân và cộng đồng đang theo dõi, đang bức xúc trong cái vụ án của bé VA, bức xúc hai con cầm thú, thì hãy lắng nghe cũng như là đáp ứng được cái nhu cầu của người dân đang quan tâm đến cái vụ án. Thì Thành Trung cũng xin mời tất cả cô chú anh chị chúng ta vào video để chúng ta lắng nghe những cái chia sẻ của Thành Trung cũng như là chia sẻ của luật sư Nguyễn Anh Thơm. Thì trước khi mà vào video thì Thành Trung muốn giới thiệu với tất cả cô chú anh chị, hiện tại bây giờ Thành Trung đang bán mật ong bạc hà, mật ong cà phê, mật ong nhãn và mật ong rừng. Đặc biệt nhất là cao hồng sâm 6 năm tuổi của Hàn Quốc. Đấy, cao hồng sâm thì rất tốt cho sức khỏe cô chú anh chị. Cao hồng sâm và mật ong. Và một cái nữa đó là chuối hột rừng dùng để ngâm rượu cho những chú bác lao động mệt mỏi, dùng chuối hột rừng ngâm rượu thì có thể là chống được cái đau lưng nhức mỏi sau những ngày làm việc mệt mỏi nhọc nha cô chú anh chị. Thì cô chú anh chị ủng hộ Thành Trung thì có thể là alo số điện thoại ở trên màn hình, thì Thành Trung sẽ tư vấn tất cả các sản phẩm cho tất cả cô chú anh chị. Thì không để cô chú anh chị đợi chờ lâu, thì xin mời tất cả cô chú anh chị chúng ta vào video để chúng ta theo dõi. Dạ vâng, Thành Trung xin chào tất cả cô chú anh chị quay trở lại kênh YouTube của Thành Trung, tiếp tục những cái thông tin mới liên quan đến vụ bé VA nha cô chú anh chị. Thì ngày 25, luật sư Nguyễn Anh Thơm cũng đã có cuộc phỏng vấn ở đài truyền hình Quốc phòng Việt Nam. Thì cuộc phỏng vấn của luật sư Nguyễn Anh Thơm tại đài truyền hình quốc phòng về vụ bé VA của chú anh chị thì nói đúng thật sự. Đến giờ phút này thì luật sư Nguyễn Anh Thơm cùng với luật sư Trần Thị Ngọc Nữ, Nguyễn Công Hùng cùng với những cộng sự mà hiện tại đang bảo vệ quyền lợi miễn phí cho bé VA thì cũng đã làm hết sức bằng con tim, bằng khối óc để có thể đưa hai cái kẻ ác nhân thất đức ra trước vòng móng ngựa và sẽ có một cái phiên tòa chúng ta được nghe tuyên án với cái mức án cao nhất mà tòa án Việt Nam quy định, đó là cái mức án tử hình cả cặp đôi cầm thú. Đúng không chú anh chị? Phiên tòa ngày 21 diễn ra thì có rất nhiều bức xúc trong dư luận. Thứ nhất á, báo chí truyền thông đăng tải rầm rộ phiên tòa công khai, nhưng tất cả người dân khắp các tỉnh thành về đó để tham dự cái phiên tòa xét xử và chứng kiến
của chúng phải trừng trị với cái mức án pháp luật Việt Nam. Nhưng mà khi chúng ta tới đó, cái thứ nhất là không được vô tham dự phiên tòa, đó là một. Cái thứ hai, không có một cái màn hình màn ảnh nào để cho chúng ta theo dõi trong cái phiên tòa xét xử như thế nào. Và sắp tới đây sẽ xét xử như thế nào, có đăng tải lên là coi như xét xử công khai nữa hay không? Đó là cái mà chúng ta đang rất quan tâm. Đúng không anh chị? Cái quan tâm thứ hai, mà cái này là cũng là một cái nỗi bức xúc rất lớn của cô chú anh chị đang theo dõi, đang quan tâm đến cái vụ án của bé VA. Trong thời gian tạm giam mà nói đúng thật sự mà thấy cái hình ảnh của con dì ghẻ, cái con quỷ cái á, mà nó tăng 10 cân là coi như đã thấy là khó chịu ở trong người rồi. Cô chú anh chị ở ngoài là thức đêm thức hôm khóc lóc tiếc thương, héo hòn coi như thân thể, mà nó ở trong đó không khác chỉ là nó đi nghỉ dưỡng. Mọi người biết không? Tại vì là cha mẹ nó là có quyền, có tiền, nghe chưa nào? Nên là con cứ yên tâm đi, cha mẹ ở ngoài là cân hết. Đấy, cái ngày mà xét xử nó trả lời tòa hỏi không kịp mà. Đấy, không hề có một chút động thái nào run sợ. Đúng không chú anh chị? Thì tôi hỏi tất cả cô chú anh chị, nếu như mà chúng ta không lên tiếng, chúng ta lép vế hơn chúng, thì có phải là coi như cái ý đồ, cái mưu đồ của bọn chúng là thành hiện thực? Thành hiện thực. Vì hiện tại bây giờ là chính con mẹ nó là đang làm những cái đơn để giảm nhẹ cho cái con quỷ cái Trang này. Nó đang làm những cái đơn giảm nhẹ, nó đổ thừa cho là bị hội chứng tâm thần do Covid. Nó chỉ có lấy cái nguyên nhân đó thôi, nghe chưa? Nó chỉ có lấy cái nguyên nhân là do con này bị Covid nên là tâm thần không ổn định, nên là biết xảy ra những cái chuyện đau thương đau lòng đó. Cô chú anh chị đã không phải là chúng ta ép hay là chúng ta coi như làm bằng cái kiểu là làm mà bằng cái kiểu là coi như quán tính đó. Vì cái này á là tất cả những gì mà chúng nó đã cướp đi cái mạng sống của một đứa trẻ là quá dã man, tàn bạo và thương tâm. Đúng không ạ? Cái thứ nhất, ở đây tôi nói cho tất cả cô chú chị là cái thứ nhất mà con Quỳnh Trang phạm này là phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác, cướp chồng, giết con của người ta, đó là một cái tội ác tày đình tày trời rồi nè. Còn thằng Thái này nè là cái loại người ham mê của lạ, bỏ bê vợ con, ruồng bỏ vợ con và cùng người tình giết chính cái đứa con ruột của mình. Những cái tội đó thì coi như không có cái người nào mà coi như chấp nhận mà để cho nó tồn tại ở trong xã hội cả, nghe chưa? Không có cái ai mà chấp nhận được cả, kể cả coi như ông tòa bà án thì cũng không chấp nhận được đấy. Nhưng mà chỉ tôi là bên phía luật sư của chúng ta
làm hết khả năng của mình, vừa bằng lý trí, vừa căn cứ theo pháp luật, cũng như là nghiên cứu tất cả những cái hồ sơ tội ác của bọn chúng. Đúng của chú anh chị. Thì chúng ta phải tin tưởng rằng công lý sẽ chiến thắng ở trong cái vụ án này. Đừng để cho cái đồng tiền chiến thắng. Mình phải tin tưởng là công lý chiến thắng trong cái vụ án này. Cho tụi nó coi như là vô tư đi, tăng 10 cân một khi đi. Nhưng mà đến cái ngày xét xử sắp tới này nè, chúng ta phải yêu cầu bên phía anh tòa, ông tòa bà án không cho người dân vào, nhưng mà cũng phải lắp một cái màn hình thật lớn ở trước cổng phiên tòa để cho người dân chứng kiến cái phiên tòa xét xử diễn ra như thế nào. Cái thứ nhất là cái chất vấn của ông tòa bà án đối với hai bị cáo. Cái thứ hai là muốn nghe những lời khai có đúng như bản cáo trạng mà viện kiểm sát đã đưa ra cho tất cả cộng đồng, tất cả người dân đã xem và đã đọc hay không. Đúng không chú anh chị? Chúng ta có quyền giám sát cái phiên tòa diễn ra, vì đã công khai lên mạng xã hội là phiên tòa xét xử công khai cho tất cả người dân được tham gia, tham dự cái phiên tòa. Nhưng một lần đã coi như thất vọng rồi. Đến phiên tòa nhưng mà ông tòa bà đóng cửa không cho ai vô. Thì lần sau chúng tôi muốn có một cái màn hình rộng để cho tất cả người dân chúng tôi đang quan tâm đến cái vụ án sẽ theo dõi được cái phiên tòa diễn ra. Đúng không chú anh chị? Đó là cái tất cả người dân đều mong muốn là như vậy, không riêng gì ai. Có như vậy á thì mới đảm bảo được cái tính trung thực, công khai, minh bạch của vụ án. Ai đồng ý với cái ý kiến của thầy Trung thì để lại bình luận nha cô chú anh chị. Chúng ta đã theo đuổi cũng như là quan tâm đến cái vụ án này cũng đã 7 tháng, hơn 7 tháng rồi. Và chỉ có mong cái ngày cuối cùng, đó là cái ngày diễn ra phiên tòa tuyên án cho cái cặp đôi cầm thú này thôi. Nhưng mà chỉ được theo dõi qua cái thước phim của phóng viên, cắt khúc 2-3 giây, thì cái đó nói chung là không đủ cái tính thuyết phục. Chúng tôi muốn theo dõi cái phiên tòa từ A đến Z, từ khi bắt đầu coi như là diễn ra đến cái lúc mà kết thúc tuyên án, từ đầu đến cuối. Có như vậy á thì coi như mới đủ cái tính chất để mà minh bạch, công bằng và răn đe xã hội. Đúng rồi chú anh chị. Tất cả người dân khi mà tập trung đến thì họ đang rất bức xúc. Đáp ứng cái màn hình ra đó cho người ta xem, cho người ta theo dõi, xem là anh tòa bà án xét xử cái vụ án này như thế nào. Chúng tôi cũng không yêu cầu chúng tôi vào phía bên trong của tòa án, mà chúng tôi chỉ cần tòa án sắp xếp một cái màn hình để ở ngoài cổng á, thì cái đó không bao giờ mất an ninh trật tự. Không ai mà coi như la hét la ó như cái ngày 21. Đúng không chú anh chị? Thì mong sao những cái ý kiến của cộng đồng, những cái ý kiến của người dân, thì mong sao ông tòa bà án lắng nghe
và ông tòa và án có thể là đáp ứng cái nhu cầu của người dân hiện tại bây giờ đang quan tâm đến cái vụ án của bé VA. Thì Thành Trung cũng xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị đã cùng Thành Trung lên tiếng, mong sao công lý sẽ chiến thắng trong cái vụ án của bé VA. Đừng vì những đồng tiền, đừng về những cái gì đó mà nó sẽ làm ô uế cái thanh danh của anh Pháp Bảo Luật ra. Thì Thành Trung cũng xin tạm ngừng các video ở đây. Hẹn tất cả cô chú anh chị vào cái video tiếp theo của Thành Trung. Bye bye và hẹn gặp lại.